Tử vi tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Dần thường có cá tính khá mạnh mẽ, độc lập, linh hoạt trong việc xoay chuyển tình thế. Tuổi Dần mệnh Kim thường có con mắt tinh tế, khả năng sáng tạo và bộ xử lý thông tin nhanh nhẹn. Chính vì vậy mà sang năm 2021, ở độ tuổi 59, nhưng vẫn còn đủ sức để chiến đấu, phát triển sự nghiệp, mạnh dạn đầu tư và kinh doanh, mang về một năm tài vận cực kỳ tốt. Có thể nói trong năm 2021, mọi thứ của tuổi Nhâm Dần đều tốt, đều xuôi trèo mát mái. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về tử vi của ông bà tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết của tuổi Nhâm Dần nửa cuối năm 2021. Vận trình tuổi Nhâm Dần trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vận sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Xem tử vi của ông bà tuổi Nhâm Dần nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng đây là khoảng thời gian vô cùng may mắn đối với ông bà. Nhiều cơ hội mở ra trước mắt giúp ông bà có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó. Thời gian này thích hợp để đầu tư kinh doanh, hợp tác sinh lời. Với ông bà theo đuổi con đường sự nghiệp cũng thường được đánh giá cao, có cơ hội được cân nhắc, nhận được sự kính trọng và nể phục của mọi người xung quanh. Ngoài ra, các tinh chủ đào hoa cũng đem tới cho ông bà tuổi Nhâm Dần tin tức tốt lành trong chuyện tình cảm. Để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Nhâm Dần nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Nhâm Dần trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, ông bà tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 gặp khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp, báo hiệu một thời điểm bội thu đối với ông bà. Bằng kinh nghiệm sẵn có của mình, ông bà có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể phát triển đi lên. Với ông bà làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, cũng gặp được những bạn hàng, đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội hợp tác cùng làm ăn, hướng tới một mục tiêu chung. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông bà cần phải cẩn thận khi giải quyết các mối quan hệ về hành chính, kẻo mất tiền, mất cả quý nhân. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Nhâm Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ trong thời gian này. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và cát khí giúp quý nhân giúp sự nghiệp hành thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Về mặt tài lộc, tiền bạc. Tài lộc trong nửa cuối năm Tân Sửu khá vượng, cho nên ông bà tuổi Nhâm Dần có thể được hưởng lợi ích đều đặn từ những khoản đầu tư hoặc tiết kiệm trước đó.
giúp cho đời sống gia đình trở nên dư dả. Ngoài ra, một số ông bà tuổi Nhâm Dần sẽ được thăng chức, tăng lương trong thời gian này, đồng nghĩa với việc sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của ông bà hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh việc kiếm tiền, ông bà cũng chú ý hơn đến việc giữ tiền, có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Muốn kích vượng vận tài lộc thì ông bà tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh ông bà. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho ông bà. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi khoa học cho thấy ông bà tuổi Nhâm Dần gặp vận đào hoa. Đây là dấu hiệu tốt đối với ông bà đang sống đơn thân hoặc vẫn còn độc thân. Ông bà có thể cởi mở giao tiếp với mọi người và sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc mình trong tương lai. Tuy nhiên, nếu là ông bà đã có gia đình thì nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Ông bà không nên buông thả cảm xúc của mình, sống phóng túng hoặc giữ quan hệ ám muội đối với người khác. Đó là hành động đáng lên án, gây tác động xấu đến hạnh phúc của gia đình. Ngoài ra, ông bà tuổi Nhâm Dần hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để kích hoạt vận đào hoa và tình duyên. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ trong năm 2021. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của ông bà tuổi Nhâm Dần trong thời điểm này không được lý tưởng như mong muốn. Có thể ông bà sẽ phải làm việc vất vả, lo toan nhiều khiến tinh thần luôn căng thẳng, cơ thể mệt mỏi. Dù sao thì ông bà cũng không còn trẻ, đừng bắt mình phải ôm đồm, lo lắng quá nhiều việc. Có nhiều vấn đề cứ nghĩ thoáng ra thì sẽ tốt hơn. Ông bà cũng nên tin tưởng con cháu để con cháu giúp mình giải quyết khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống. Ngoài ra, để có thể hóa giải những điểm xấu thì thầy phong thủy khuyên ông bà tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng tay sẽ giúp ông bà xua đuổi hung tinh và vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ ông bà dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình cũng giống như Phật ở bên cạnh ông bà. Từ đó, tâm sẽ được bình yên, giảm căng thẳng và áp lực trong năm. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Nhâm Dần trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Lâm cục diện xung thái tuế, vận trình tháng 7 của ông bà tuổi Nhâm Dần giảm sút mạnh. Lại thêm dân gian coi đây là tháng cô hồn, ông bà sẽ liên tục gặp phải những việc rắc rối trong công chuyện và chuyện tình cảm. Tiền bạc cũng có dấu hiệu hao tán, áp lực kinh tế ngày một lớn, ông bà lại khó có thể chia sẻ với người thân, vì thế mà liên tục rơi vào tình trạng căng thẳng do phải lo toan, suy nghĩ quá nhiều. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng này, vận khí của ông bà tuổi Nhâm Dần khởi sắc hơn đôi chút so với các tháng trước, nhưng nhìn chung vẫn còn có nhiều điểm đáng lưu ý. Ngoài ra, lưu nguyệt có can chi đinh hỏa và dậu kim tương khắc, ông bà cần hết sức lưu ý về vấn đề sức khỏe. May mắn trong tháng này, ông bà không mắc những bệnh quá nghiêm trọng, như khó tránh ốm đau vặt liên miên, thậm chí suốt cả tháng. Kéo theo đó, ảnh hưởng sâu tới tiến độ công việc và gây hao tán tiền bạc. Tử vi tháng 9 âm lịch. Do được tam hợp quý nhân soi đường chỉ lối, tháng này ông bà tuổi Nhâm Dần sẽ mở mang đầu óc, làm việc thuận lợi, có nhiều biểu hiện xuất sắc. Bên cạnh đó, lại có thêm nhiều các tinh chồng mệnh, ông bà làm gì cũng có cảm giác hành thông hơn trước rất nhiều. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Vẫn trên đà thuận lợi, ông bà tuổi Nhâm Dần hoàn thành khá nhiều mục tiêu trong tháng 10 âm lịch. Công việc của ông bà có người giúp sức, khó khăn sớm được giải quyết. Tuy nhiên, có thời điểm tinh thần lao dốc, ông bà làm việc không cẩn thận, thiếu tập trung nên rơi vào thế thụ động, rất dễ phạm sai lầm nghiêm trọng. Nếu tránh được thành quả
thu về thì mới đáng kể. Vấn đề tiền bạc, tài chính của ông bà cũng không còn là áp lực quá lớn. Tháng này, thiên tài vượng lấy nguồn thu nhập thụ động hoặc phụ làm chủ. Việc đầu tư, kinh doanh cũng sinh lời, thu về thêm lợi nhuận. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng có Tý Thủy và Dần Mộc tương sinh về mặt ngũ hành, tốt cho sức khỏe của ông bà tuổi Nhâm Dần. Người ốm đau lâu ngày khỏi bệnh, người bình thường có thể thêm tráng kiện. Sức khỏe tốt cũng giúp tinh thần phấn chấn, từ đó ông bà tuổi Nhâm Dần dễ dàng tập trung giải quyết công việc và các vấn đề của cuộc sống. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm Tân Sửu, đời sống vật chất của ông bà tuổi Nhâm Dần khá thoải mái, không có quá nhiều áp lực, mặc dù có rất nhiều chi phí phát sinh. Tháng này có các tinh chủ vượng tài trợ mệnh, ông bà có thể kiếm tiền dễ dàng, có khoản lương, thưởng hay hoa hồng cộng dồn. Việc kinh doanh, buôn bán cũng tấp nập, thu về nhiều lợi nhuận. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Nhâm Dần trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất, sao hạn ông bà tuổi Nhâm Dần. Trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, ông tuổi Nhâm Dần bị sao Vân Hồn chiếu mệnh. Ngày xưa thường nói, gặp sao này chiếu mạng, chuyện học hành, công việc ở mức trung bình. Ông dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tài hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2 âm lịch, cho nên ông cần chuyển phòng. Cho nên ông cần đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Không những vậy, thời gian này ông còn gặp phải hạn thiên la. Hạn này chủ về đau ốm không khỏi, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe học hành không được tốt. Còn đối với bà tuổi Nhâm Dần thì trong thời điểm này bà cũng bị la hầu hung tinh chiếu mạng. Khi gặp sau này, bà cần đề phòng tai nạn bất ngờ có liên quan tới huyết quang, bệnh về răng hay mắt. Đề phòng hao tốn tiền bạc, ngoài ra la hầu mang tới nhiều điều dữ như chuyện không may mắn có liên quan tới công quyền hay pháp luật, mang tới tranh cãi, ăn nói thị phi. Bên cạnh đó, bà còn gặp phải hạn Diêm Vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Bà cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Thứ hai, luận hung các nhân vật sau tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Nhâm Dần trong thời gian này có các cát tinh như Thiên Khôi, Hồng Loan mang tới vận quý nhân vượng, đào hoa khởi sắc. Bên cạnh đó cũng có các hung tinh như Kiếp Sát, Cô Thần, Thiên Không, Hôi Khí gây suy nghĩ tiêu cực, khó phát triển sức mạnh nội tại hay kiểm soát cảm xúc của cá nhân, tác động khá nhiều tới đời sống tinh thần, tình cảm. Cung tam hợp thì có Thiên Việt, Đào Hoa, Nguyệt Đức, Thiên Chủ, Thiên Đức là những các tinh thúc vượng đào hoa, chuyện sinh con cái. Ngoài ra còn có các hung tinh Quả Tú, Kình Dương, Tử Phù gây nhiễu loạn cảm xúc hoặc thường tật tay chân, động chạm do kéo. Cuối cùng là cung xung chiếu, gồm có các sao Thiên Hỷ, Long Đức mang tới điểm báo quý nhân vượng, xong lại có Đà La, Tiểu Hao báo hiệu mất tiền vì sức khỏe giảm sút. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.